Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thể theo nhiều yêu cầu của các bác là nhập về bán cho các bác này. Có rất nhiều bác hỏi giày, em đang tính là không có nhập về bán nữa, nhưng mà cuối năm rồi em rất nhiều việc. Hôm nay chiều theo các bác nên em nhập thêm một kiện để bán Tết các bác nhé. Thật sự là giày này thì em nhập một kiện giày tây các bác nhé, chứ không phải giày thể thao đâu. Có nhiều bác dặn giày thể thao thì ở trong kiện nó có đôi nào thì các bác chịu khó chốt giúp em nhé, chứ em không có nhập giày thể thao, tại vì giày thể thao bên em bán rất khó. Có nhiều bác hỏi mà, nhưng mà thì hẹn các bác ra năm vậy chứ giày thể thao bữa nay em bán chậm lắm nên em không nhập, em chỉ nhập kiện là giày tây thôi, về phục vụ các bác dịp Tết này đó. Các bác nào ưng đôi nào hoặc là thể theo yêu cầu cái nào, các bác cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo các bác nhé, thì bên em sẽ chọn cho các bác, hoặc là các bác đợi trưa nay đi. Trưa nay ngày 21 tháng 12, ngày 21 tháng 1, em sẽ lên video các bác nhé. Đấy, các bác nào chịu khó theo dõi video giúp em, hoặc là các bác nào muốn mà đôi đẹp hay là lựa theo yêu cầu thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo trực tiếp. Đó, để em sẽ chọn giày trực tiếp cho các bác luôn. Đó, em đang khui kiện các bác nhé, khui kiện mới. Các bác nào thích mua giày mới, kiện mới thì các bác có thể theo dõi video trưa nay của em nhé. Trưa nay vào lúc 11:30 đến 12 giờ, tầm đó em sẽ lên video nhé các bác nhé. Đó. Đấy, các bác nào chịu khó không coi được video hoặc là bận công việc ấy, có thể nhắn tin trực tiếp cho em thì em sẽ chọn giày theo yêu cầu của các bác nhé. Đó, để sẽ có một đứa em gái sẽ chọn giày các bác luôn. Đó, giày hôm nay là kiện giày tây các bác nhé. Để em xem khui kiện coi kiện này nó có đẹp không. Đấy, em nghe nói bên kia thì bảo kiện này cũng rất ok. Đó, các bác có thể đấy, những đôi giày đầu tiên đây, đồ nó chất. Đây, các bác nhé. Một đôi da lộn này, nó đẹp cực kỳ. Đó. Tết rồi, nhu cầu các bác sắm giày đi chơi Tết rất đông nhé các bác nhé, rất nhiều luôn. Đấy. Cũng cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi em hoặc là mua bên em, shop bên em rất nhiều. Thì em sẽ lên cho các bác một số mẫu thôi nhé. Em sẽ lên một số mẫu tượng trưng thôi, tại vì em quay một video ngắn để giới thiệu các bác em thư kiện thôi nhé. Đó, đôi này đẹp cực kỳ. Đây, này, xanh rêu này, chỗ chất. Có những đôi cổ điển dày lười, chỗ đã các bác ơi. Đẹp cực kỳ luôn các bác nhé. Đế của nó này, chỗ đế này thì bao các bác luôn. Đó, một đôi lam vin này. Đó. Rồi, đôi giày lộn này các bác nhé. Đôi giày lộn này, chất chưa. Giá cũng rất chi là rẻ thôi các bác nhé. Tầm 400 mấy quay đầu thôi. Những đôi nào VIP thì khoảng 400 mấy, còn thường thường khoảng 350-300 các bác nhé. Đấy, giày cực kỳ đẹp. Đấy, em nhìn thấy tượng trưng thôi các bác nhé. Đấy. Đó. Con dập vân cực kỳ đẹp này. Đó, con mẫu rất đẹp, rất ok luôn. Đó. Ok các bác nhé. Rồi, em xin chào tất cả các bác, hẹn các bác vào trưa nay.